Ok, xin chào tất cả các bác nha. Và đây là ông Tả Trường. Hôm nay ông Tả Trường rất là vui khi đã đánh được con cá này các bạn ạ. Ông rất là vui khi hôm nay có mồi uống rượu rồi các bạn ạ. Và đằng sau là sự xuất hiện của vợ ông Tả Trường. Có lẽ là hôm nay ông bà rất là vui đã được một con cá to như thế này. Và sau đây vợ ông Tả Trường sẽ làm đầu bếp. Cháu ơi, hôm nay về ăn cơm với bà Nhi à? Cháu trai của bà lấy cá cho bà ăn đây này, cá to khổng lồ đây này, cá đây đây này, về đây cho bà ăn cơm với bà đi. Cháu ơi, vui lắm đây. Hôm nay cháu trai của bà lấy cá này, cá to khổng lồ này, về đây cho bà ăn cơm với bà đi. Cháu ơi, về đây làm món cá, cá nấu chua, cùng vui thôi. À, chua dùng đấy, lấy chua thì có gai đấy, lấy khó lắm cháu ơi. Bà làm chua nhé, các cháu nhé. Nhìn đến tay thôi. Bắt con cá phải phim. Trước khi bà phải dán ra cho mỡ và ra, dán xong mới nấu nó mới ngon. Nấu luôn nó không ngon đâu. Vào sôi mỡ rồi bà cho cá vào nhé. Này bà cho cá vào dán ra, dán xong mới nấu sau. Đúng rồi, bà cho cá vào nhé. Nghĩ là lỡ. Nghĩ đi. Đặt cá vào nồi để nấu. Một món thì làm cá rán ăn, món thì làm cá nấu. Canh thì ướp rồi, canh thì ướp rồi. Trước khi các cháu nấu cá thì các cháu phải cho nó nước nóng đã, bắt đầu bà cho rượu vào nhé để cho nó đỡ tanh nhé. Làm mà cá thì phải rán qua lên xong mới cho nước nóng đã mới cho cá vào, cho rượu nó ngon, có chua này. Món này thì cá rán này, lại con dâu lấy được cả rau cải nữa này, ngon lắm. Rau cải bà nấu xong đây này, nấu rồi mà cá thì một món rán này, một món nấu canh này. Vui lắm, hôm nay cháu trai của bà thì đi đánh cưới thì được khai con cá. Xong rồi hôm nay bà ăn cơm thì các cháu về đây chơi ăn cơm với bà đi. Tới thương bạn đi. Thế nha các cháu nha, nhớ nha, một cá phải rán qua lên xong mới nước nóng đã, xong mới cho cá vào, cho một tí rượu vào.